Ngày 16 tháng 10, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nước, điện và nhiên liệu tại dải Gaza hiện chỉ còn đủ dùng trong 24 giờ. Giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO Ahmed Al-Mahari nhấn mạnh các đoàn xe viện trợ đang mắc kẹt ở cửa khẩu Rafah tại biên giới với Ai Cập cần phải được phép vào dải Gaza, nếu không các bác sĩ sẽ không thể điều trị cho bệnh nhân. Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 16 tháng 10, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry khẳng định đã nhiều lần kêu gọi giới chức Israel đảm bảo lưu thông hàng hóa cứu trợ cho dải Gaza, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi mới. Đến chiều 16 tháng 10, cửa khẩu này vẫn đóng khiến các chuyến hàng cứu trợ bị tắc lại bên phía Ai Cập. Trước tình hình này, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, ông Martin Vavis cho biết sẽ lên đường tới Trung Đông vào ngày 17 tháng 10 để giúp đàm phán về đảm bảo tiếp cận cứu trợ cho dải Gaza. Trong tuyên bố, ông Vavis khẳng định đang tiến hành các cuộc thảo luận với các quan chức Israel, Ai Cập và các bên khác. Đồng thời nhấn mạnh quá trình này nhận được sự hỗ trợ lớn từ chuyến thăm Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Dự kiến ông Griffiths sẽ có mặt tại Cairo trong ngày 17 tháng 10 và chuyến thăm tới khu vực Trung Đông, bao gồm điểm đến Israel sẽ kéo dài trong vài ngày.